Ngày 21 tháng 4, Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh tổ chức hội nghị hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Đây là một trong những bước chuẩn bị quan trọng của ngành giáo dục để sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp đến. Tại hội nghị, cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được tập huấn các nội dung có liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, như đối tượng và điều kiện dự thi, phương thức đăng ký dự thi, quy định bài thi, lịch thi. Kỳ thi năm nay, Tây Ninh tiếp tục tổ chức một cụm thi. Ủy ban Nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về chỉ đạo tổ chức kỳ thi tại địa phương mình. Thời gian tổ chức thi diễn ra trong 2 ngày, 28 và 29 tháng 6. Năm nay, thí sinh sẽ được đăng ký thử hồ sơ dự thi tốt nghiệp trên phần mềm trực tuyến. Thí sinh chỉ được đăng ký một trong hai tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký dự thi, thí sinh không được thay các thông tin về bài thi, môn thi đã đăng ký. Nhìn chung, quy chế kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 vẫn ổn định như năm 2022.